Cảm ơn quý vị trở lại cho phần cuối cùng của điểm tin trong tuần với Nguyễn Khắc Hanh và Lê Bích Trâm. Tiếp nối một bản tin xã hội đến từ Hoa Kỳ về một cặp ly hôn cách đây 3 năm, tái đính hôn vào ngày Giáng sinh. Và một cặp vợ chồng người Mỹ cư dân tiểu bang Ohio từng kết hôn và ăn ở với nhau trong 20 năm trời, nhưng ly dị khoảng 3 năm trước, đã quyết định tái đính hôn trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua. Mạng xã hội đã bùng nổ sau khi người con trai trong gia đình tải video lên cho thấy cảnh bà mẹ của mình mở món quà Giáng sinh là lời cầu hôn từ người ex, tức là ông chồng cũ của bà. Và sau khi người phụ nữ đọc cái lời cầu hôn được viết ra trên giấy cẩn thận, thì người chồng cũ ngồi kế bên đã trao tặng một cái chiếc hộp đựng nhẫn đính hôn cho bà, khiến bà vui mừng, hớn hở và la lớn là oh yes, và hai người đã ôm chặt lấy nhau. Người con trai cho biết là cha mẹ mình lấy nhau hơn 20 năm, và sau cuộc ly dị khoảng 3 năm về trước thì cả hai người đã làm một số thay đổi ở trong cuộc sống của họ, và nay thì họ quyết định tái hợp. Và đoạn video đã nhận được 10 triệu lượt xem. Thưa quý vị cũng như là thưa anh Khắc Hành, người Việt mình thì có câu là tình cũ không rủ cũng tới, là vì một người nếu như đã từng là một phần trong cuộc sống của chúng ta và trở thành gần như là thói quen, thì sẽ có rất là nhiều vương vấn khi mà chia tay. Nhưng Bích Trâm thấy là có một số trường hợp mà khi tình đã cũ thì nên để cho nó cũ luôn chứ không nên tới nữa, mà nếu như vẫn tới thì sẽ gây rất là nhiều rắc rối, là vì có làm sao thì nó mới thành tình cũ, nghĩa là đã có một số vấn đề không thể hàn gắn cho nên đưa đến chia tay. Tuy nhiên thì trong trường hợp này là cả hai người được cho là đã thực hiện một số những thay đổi trong cuộc sống, thì việc mà họ chọn ngày Giáng sinh, tức là ngày ra đời của Cứu Chúa, để mang hy vọng cho nhân loại, Bích Trâm thấy để mà họ có, gọi là tái đính hôn đó, tức là có một cái bắt đầu mới, nó cũng mang rất nhiều ý nghĩa, thì hy vọng mối tình của họ lần này sẽ bền chặt. Thì anh Khắc Hành có nghĩ là lần thứ nhì sẽ tốt hơn cho họ hay không? Anh cảm nhận ra sao câu chuyện này? Giá như Palestine, Do Thái mà được như cặp này thì nó đỡ khổ cho Trung Đông và cho thế giới. Vâng, rõ ràng là trong mùa Giáng sinh một cái món quà như thế thì quá ý nghĩa đi. Không có gì tốt đẹp hơn mà một cái món quà nó biểu hiện cho sự tha thứ, hòa bình, hòa giải và tái hợp như thế này. Và dĩ nhiên là giống như là cái ông con trai của họ mô tả đó, thì những cái tình yêu mà nó đích thực, nó luôn luôn nó có cái nó tìm đường nó đến với nhau. Cái video mà chúng ta thấy rằng nó nhiều khi nó đơn giản thôi, thế nhưng mà như Bích Trâm nói, nó thu hút được tới 10 triệu lượt người vào xem và đưa ra vô số những cái lời khen ngợi và những bình phẩm hoàn toàn là có tính cách gọi là tích cực cả. Vậy rõ ràng là không có thể nào trong cái hoàn cảnh thế mà có cái lời chê bai nào cả. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là một cái xã hội của Hoa Kỳ rất là khao khát trong những cái khoảnh khắc mà nó tràn đầy cái tình thương, tình yêu như thế đó. Về chúng khi mà rõ ràng là cái tin này nó không cần phải diễn tả là cái nguyên do hai ông bà tại sao mà ly dị, nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta có thể cảm nhận được rằng là trong cái cuộc sống gia đình nó nhiều khi nó quá cực nhọc, nó quá bận rộn, nó quá nhiều cái áp lực. Nên nhất là một cái gia đình mà 8 con như ông bà này thì nó nhiều khi làm cho người ta cảm thấy nó quá mệt mỏi đối với cuộc sống. Có một cái câu rất hay người ta nói như thế này là một cái cuộc hôn nhân, tức là quyết định hôn nhân, có nghĩa là người ta đang dịch một cái bài thơ thành một cái bài văn xuôi. Tức là nó không còn cái việc là thơ với nhạc, ý thơ ý nhạc gì trong đó nữa, mà bây giờ nó bình bình, nó chán lắm. Thành nhau có lẽ là mỗi một người chúng ta trong cái cuộc sống hôn nhân lâu dài, thỉnh thoảng chúng ta cũng bắt gặp một cái tâm trạng như vậy. Tự nhiên thấy sao tự nhiên mình mệt mỏi quá và muốn rũ bỏ, thể coi xem nó ra làm sao, nó có gì khá hơn, mới hơn, lạ hơn hay không. Và hai ông bà đã thực hiện cái điều đó. Thế nhưng mà khi mà họ đã bình tâm rồi, đã hết mệt mỏi, đã hết gọi là áp lực, thì họ hóa ra họ có thời gian họ nhìn sâu vào trong lòng họ, thì hóa ra họ mới thấy rằng ồ, cái mối tình cũ mới lại là cái mối tình đích thực của mình. Và dĩ nhiên là từ đó họ mới biến cũ thành mới. Và coi như là bây giờ lại dịch ngược với bài văn xuôi thành cái bài thơ. Thành ra chắc chắn là khi mà họ đã đi tới cái quyết định thứ hai như thế, tức là đã có qua bao nhiêu kinh nghiệm đau thương rồi, bây giờ mới suy nghĩ lại thì chắc chắn là cái này bền tới lúc mà coi như nửa đời còn lại rồi.
chính vì cái lý do này mà tại sao mà tôi nghĩ là tòa án mới luôn luôn dành cho một cặp đôi mà có quyết định ly dị là có thời gian thử thách là 6 tháng. À, xem họ là có thay đổi ý kiến hay không. Thật ra từ cái câu chuyện ly hôn này tôi nhớ có chuyện rất là hay. Là trong một cái gia đình mà người ta mệt mỏi với nhau, người ta cãi nhau hoài. Là tự nhiên hôm đó mình nghe cái bà vợ bá gào lên. Trời ơi ông ly dị đi thì tôi lại giết gà tôi đãi cả nhà. Thì ông đâu kém ông cũng hét lên là đấy bây giờ bà cứ chịu ly dị đi thì tôi lại giết bò, giết heo tôi đãi cả họ. Thì hai ba người hàng xóm chạy qua xin anh chị ly dị đi chúng tôi giết bò cả đãi cả làng, cứ cãi hoài. Nhưng mà làm sao thì cũng cũng được đãi và ăn cao hết.